Nubank.net, website chơi chẵn lẻ banh, uy tín số 1, giao dịch tự động 24/7, thanh toán siêu tốc chỉ 3 giây. Website đầu tiên chơi được lên banh, tốc thắng tuần nhận thưởng quà to, ghi cốc, nhiệm vụ ngày nhận quà cực khủng. Nhanh tay truy cập Nubank.net để chỉ nhé. Samsung TV.com, sắp bán hết liên quân, net free fire, uy tín, giá rẻ. Vòng quay cung huy, vòng quay kim cương, nhận lên đến hàng nghìn cung huy, hàng nghìn kim cương. Thử bấm máy liên quân, free fire, thẻ lết cực kỳ ngon. Đặc biệt, lần đầu tiên đăng nhập vào shop, nhận cung huy free. Ok, chào tất cả mọi người đang coi cái video này nha. Hôm nay tôi sẽ cầm Gian đi top. Và đây không phải là một clip hướng dẫn nha anh em. Bởi thứ nhất, đi với ngộ không thì tôi cũng làm nhiều rồi. Và thứ hai, thì tôi cũng rút ra được kinh nghiệm khi tôi đi lên top như thế nào ha. Kiện thứ nhất mà tôi thấy được á, thì thay vì anh em học hỏi Gian đi top sao, thì anh em hãy nên học hỏi cách di chuyển và đi farm như thế nào để có thể áp dụng cho mọi con, chứ không chỉ là mỗi con Gian nha. Thật sự mà nói thì anh em muốn học hỏi tôi đi top thì anh em nên học hỏi kênh của các anh YouTuber khác thì sẽ tốt hơn nha. Bởi cơ bản thì tôi chơi cũng không có hay lắm, kỹ năng tôi cũng bình thường thôi. Tôi làm YouTube vì tôi thấy khá là thích nó, và cũng có nhiều anh em thích xem kênh tôi thì tôi thấy vui nên là tôi làm thôi. Thật sự nếu mà so sánh trình múa Gian của tôi so với những người khác thì tôi có thể thua họ rất là nhiều. Bằng chứng là tôi vẫn phải xem họ để tôi học cách đánh và cách di chuyển tốt hơn khi đi đường nha mọi người. Nếu mà anh em thật sự muốn học hỏi cách đi top tốt á, thì tôi chỉ anh em xem một kênh của anh này nè. Anh này là kênh anh Zucac nha. Anh này làm YouTube về Zuka, nhưng mọi người có thể coi ảnh đi, bởi vì ảnh đánh rất là hay, mà cách di chuyển với đi farm như thế nào ảnh cũng nói rất là chi tiết trong clip luôn. Nên là anh em nào muốn học đi top á thì tốt nhất có thể coi các video của anh này nha. Ok, rồi. Cái điều thứ hai là tôi nhận thấy anh em hỏi khá nhiều về các kèo khó với Gian, chẳng hạn như Murad, rồi Bright, Omen, Tara gì đó vân vân nhiều lắm. Thì tôi cũng có gặp rồi, và cũng có lúc thắng, có lúc thua. Thì tôi mới nhận ra một kinh nghiệm là con Gian là cái chất tướng cần farm và đạt sức mạnh khi lên level 12, thì cái này ai cũng biết rồi đúng không? Nhưng không có nghĩa là đầu game Gian yếu nha. Đầu game Gian chỉ yếu khi anh em xách con Gian đi đường top thôi. Đó, tại cơ bản là game Liên Quân này nó có cơ chế khắc tướng nhau mà, nên là anh em cầm đi top thì anh em sẽ thua khá là nhiều kèo ở giai đoạn đầu game thôi. Mình không nói tất cả các anh em chơi Gian ở đây nha, mình chỉ nói những người mà kiểu mới chơi Gian thôi. Còn mấy ông bét Gian múa hay thì có thể hành những con khác thì không nói. Nhưng giả sử anh em thử gặp những cái người cũng cham những vị tướng mà trên kèo Gian đi, thì hỏi anh em có thể luôn thắng họ không? Khá là khó đấy, cái đó là hên xui thôi. Nên là nếu một khi anh em đã gặp những vị tướng mà mình cầm Gian solo thử rồi mà đã thấy không lại rồi á, thì anh em có thể chọn một giải pháp tốt nhất, đó chính là đi rừng nha. Bởi thật sự mà nói thì tôi thấy Gian đi rừng sẽ hợp hơn đi top, vì đi rừng nó sẽ giúp Gian về late game nhanh hơn, vì nó sẽ farm lên level 12 nhanh hơn so với anh em đi top nha. Thứ hai, nếu mà anh em không thể đi rừng mà vẫn cầm đi top mà anh em gặp những cái vị tướng kèo trên á, thì anh em có thể pick những cái vị tướng đi top khác để có thể đánh len dễ hơn, để leo danh tốt hơn nha. Còn mà nếu mà anh em nào mà kiểu chỉ biết chơi Gian thôi á, cham Gian á, thì gặp mấy cái kèo khó này á, thật sự mình nói thì không có cách nào mà có thể luôn luôn thắng được kèo khó thật, bởi vì hên xui thôi. Nhiều khi gặp kèo khó, nhưng mà anh em gặp những cái người mà chơi kiểu cũng không có hay lắm, không phải là kiểu đánh pro á, thì anh em có thể thắng thì không nói nha. Còn gặp mà kiểu cũng người cũng ngang chính anh em á, thì anh em đánh gặp mấy vị tướng kèo trên em sẽ rất là khó chơi luôn. Thì anh em cái lúc này anh em chỉ có cách là phải chấp nhận ôm farm thôi, farm sau và cố gắng giữ trụ rồi đảo ganh sao cho nó hợp lý là được đó. Còn cái này mấy cái kiểu mà muốn đảo ganh hay là ôm farm sao á, thì anh em nên tham khảo của những kênh của các anh khác nha. Bởi vì các anh khác trình cao hơn tôi, nên là mấy anh sẽ có kinh nghiệm đi farm và đi gank hay như thế nào sẽ tốt hơn. Anh em nên coi của kênh khác, đặc biệt là kênh Lucas á. Vì mình chú ý là những cái kênh mà làm về các vị tướng hay là nói chuyện đó, thì tôi thấy là có mỗi anh Lucas là anh có bình luận, và anh mà anh nó giải thích khá là chi tiết á, thì anh em nên coi ha. Còn mấy anh khác thì mấy người đó chỉ có ghép nhạc thôi, nên anh em cũng chả học hỏi được nhiều đâu. Rồi, ok ha. Cái đó là mình nói chung cho tất cả các con kèo trên Gian nha. Thì mình chỉ có giỏi đi rừng thôi, chứ đi top thật sự mình rất là yếu, nên là mình cũng không có xấu anh em đâu. Đó, nên là cơ bản là anh em mà muốn tham khảo đi top á, thì anh em xem kênh mình thì anh em chỉ có xem vui thôi. Chứ anh em mà muốn học hỏi đi top, anh em nên coi các kênh khác nha.
Ok, còn bây giờ thì nãy giờ ngoài trận đấu quá là nhiều rồi nên là bây giờ tôi sẽ quay lại trận đấu ha. Trận này gặp Ngộ Không thì anh em cứ thoải mái mà đánh thôi. Thật sự là nếu mà gặp mấy cái kèo mà dễ, kèo mà dưới kèo gian á, hoặc là kèo ngang ngang gian thì anh em có thể lên solo ngang ngang với nó cũng được. Đó, hoặc gặp đặc biệt là gặp mấy kèo Ngộ Không như là con hay là con Vered á, anh em cứ thẳng mặt mà đánh nó thôi, không có gì phải sợ đó. Ngộ Không thì anh em cứ cắm cho mình cái giày hộ vệ thôi là anh em đánh nó được rồi. Với cả anh em cắm cái giày hộ vệ á, Ngộ Không đầu game nó chưa có xin giáp nên là nó không đánh lại mình đâu. Đó, và một khi mình đã đánh là nó đầu game rồi thì khả năng vàng mình sẽ out nó thì mình sẽ dễ chơi hơn nha. Rồi ulti né này. Đó, cứ đánh thôi, cậu không cứ gõ thôi. Rồi tốc biến chạy rồi thì lui nha anh em. Đó, nói chung là dù dụ nó thôi, câu rỉa tí thôi xong rồi lại chạy tiếp thôi. Nó đỡ đánh này, xong rồi vô đánh cái rồi lui nhẹ ra nè. Đánh thường này. Rồi ok lui nha. Ủa phải là hơi lỗ rồi. Nè, lướt cái né đam này. Nói chung là thật sự là anh em mà muốn á dễ chơi á thì anh em cố gắng luyện cái chiêu lướt của anh em á, làm sao lướt cho nhanh nhanh vào. Để có thể né sát thương là một, với hai là anh em có thể tối lượng sát thương là hai nữa. Đó, một khi anh em thấy không, mình lướt chiêu hai chuẩn á, mà lúc không nó gõ á, thì anh em sẽ né được cái lượng sát thương khá là nhiều ha. Bởi vì khi anh em lướt chiêu hai nó sẽ có miễn nhiễm, ui chết bà rồi, mình không để ý map rồi. Thấy chưa, mọi người bảo bây giờ mình đâu có thật sự là mình đi top, mình cũng kiểu là kỹ năng bình thường thôi, nên là khả năng đọc map mình nhiều khi cũng hơi yếu mọi người, chứ không phải là đọc map khá là hay đâu. Rồi ha, những cái pha đó mình ham đánh nhau mà không có mình không để ý map, cái là tem bạn di chuyển lên là coi như là toang rồi ha. Rồi ui mố luôn à, ổn này có thường chết ngược cả 2 giờ rồi tí nó hay quá, thưởng má, thưởng pha này mà để đi đắc nó giết ngược cả 2 nữa là tôi chịu luôn á. Trận này tem bạn có Chanel nhỉ, mình cứ đánh vào Ngộ Không cái lâu không để ý cái Chanel bay lên quên mất luôn á. Rồi bây giờ thì di chuyển lên nha, tem tôi có vẻ khá là xanh nha. Trận này Ryuma mình pick đi rừng đó mọi người. Rồi tôi sẽ farm lẻ con quái này xong rồi tôi ra tôi check con blue nhé, sợ nắng combo cướp mọi người ơi. Đây, nói chung là chơi game thì mọi người cứ cố gắng đọc map thôi, cứ đoán thôi, chứ phải biết sao giờ. Anh em mà muốn đi đường, đi bất kỳ lên nào cũng vậy, anh em muốn đi di chuyển hay anh em phải cố gắng đọc map kỹ vào, anh em phải nhìn map liên tục vào. Kiểu cứ tầm một giây anh em phải lia cái map nhỏ vào, cứ một giây lia map nhỏ, chứ đừng có như tôi ha. Nhiều khi mình chơi nhiều lúc, có những cái lúc mà mình có bác hàng say quá thì mình cũng không để ý bắp nhỏ đâu. Đó, nên là ông nào mà luyện được cái mà mình vừa đánh nhau với thằng nó, mình vừa đánh nhau với nó rồi mình còn vừa để ý bắp nhỏ thì anh em sẽ rất là dễ chơi game nha. Bởi vì anh em nhiều khi anh em đánh nhau ham quá mà đâu để ý tem bạn di chuyển lên gank đâu, cái hành ra chết ngược. Đó, nên là anh em nào mà học được cái kỹ năng mà vừa đánh nhau nó mà vừa có thể lên map được á thì ok, chúc mừng anh em đã qua được cái mức gọi là pro rồi đó. Rồi ha, đánh không này út rồi, không gõ tùm lum hết. Mình đi vào bụi cái không nó gõ qua con quái được luôn mọi người. Rồi pha này có hai đứa thôi nên mình cứ gõ cho chay tí mình chạy ha. Rồi đánh ơi, mình bị lệch mất nhịp rồi. Từ nhá, đuôi nhẹ nhá, tem bạn Chanel lên rồi, lấy con quái không rồi di chuyển về thôi mọi người ơi. Nè gõ này, mày nhảy hết chiều đúng không? Ủa nó vào trụ rồi. Bỏ nhá, bây giờ thì qua lượm con bồ đỏ của thằng Nắc nhá mọi người. Nắc nó solo kill với mẹ tem bạn ở dưới bị chết rồi. Từ nào để cái này chém. Ơ kìa, ui hên vẫn ăn được con quái. Cái đầu xanh nó, con gian này nó vẫn có. Nó vẫn có cái lỗi đấy hả trời, kiểu đứng gần mà anh em đánh lính nó vẫn đi đánh qua người mọi người. Anh còn không này, ơ kìa, ui nó cướp con quái nhỏ tôi rồi nè mẹ mày. Thôi lui nhẹ cái để nó gõ phát nữa là tôi chết luôn quá, trời ơi cay ghê á, để còn không nó gõ mất con quái nhỏ rồi, tức thật sự chứ. Rồi ha, pha này chắc là tôi sẽ đắp đây nhé mọi người, đắp đây nhá để xem Violet nó có đi vòng qua đây không. Thôi chắc là di chuyển về farm mọi người ơi, di chuyển về farm đi kẻ đi mọi người. Rồi ha, giờ mình di chuyển về farm mà hy vọng nó về rồi nha, chứ mà nó mà lộn ra nó bắn mình cái chứ mình chết luôn quá. Rồi ok, hết rồi, không sao. Rồi ok, bây giờ thì chắc là biến về thôi, nhưng mà còn đợt lính trên kìa. Đợt lính trên kìa, farm đợt lính xong cái về nhá mọi người. Đây này, tem thằng Vlad nó lộ sai rồi. Nếu tem bạn lộ sai rồi anh em cứ thoải mái farm nhá. Nhiều khi anh em farm lẹo mình em phải để ý map nha. Nhiều cái anh em không để ý map, cái tem bạn nó không đủ sai, cái là anh em farm một ẩu cái hồi ít máu cái nó bay ra đánh em phát là anh em chết đó. Rồi ha, bây giờ thì qua phụ con tà thần nha. Đây, đợi tí tôi đến đây. Rồi tem bạn giờ này bị tem tôi ép quá trời rồi. Nói chung là đi top nhiều khi nó không có đánh nhau nhiều đâu, nên anh em xem hơi chán, thì là tôi ít khi là clip đi top cũng là một phần. Còn phần thứ hai là tôi đánh khá là dở khi đi top nha. Kiểu đánh cũng bình thường thôi nên là nhiều khi không có highlight, không có kiểu múa nhìn đánh nhau nhiều, anh em sẽ bị chán đó, nên là lười đi top lắm anh em. Nhưng mà thôi, vì mọi người vẫn muốn học hỏi đi top thì mình cũng phải học đi top nhiều và cố gắng làm clip cho anh em coi cho vui thôi. Rồi, ui da nó bắn phát đau thế nhỉ, để tôi ăn lượm con blue coi. Rồi,
xin blue nha. Xin đừng đây, đỡ nó nổ cái. Trời ơi, bạn có blue rồi, bạn tưởng bạn ăn của mình luôn cái, mình giận bạn luôn á. Rồi luôn nhẹ đi, rồi xong, chết SB rồi. À chết Rumao, đây đây tôi qua đây. Ui, ăn được thằng của không rồi, chuồn nhá mọi người, chuồn thôi, không đánh ba thằng ấy. Đây 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 đây, đây. Gõ cái dữ liệu tại này. Hạ đây này, hạ đây này, mang nó xa quá mọi người, nó xa quá. Nó xa quá, nó xa quá. Bố này, đánh thường này chết nha, lượng mạng của thằng AD nha. Rồi, vô đây đánh chắc không ăn được con SB đâu mọi người, nó trâu quá. Rồi, đánh nhẹ nhẹ thôi, cấu rỉa, Adu vẫn quay lại. Nhưng mà pha này hết chưa cuối rồi. Thôi, hết chưa cuối rồi thì bỏ nhá anh em, đừng có tham nha. Bây giờ thì vô lượng có màu đỏ nhá, không biết thằng đi đắc đâu ta. Hạ nó xuống dưới, nó dưới rồi kìa. Rồi, lượm này. Đó, mình farm xíu cái là mình đầy máu rồi. Nói chung là con da này nó khỏe lắm. Nên là có nội tại thì cứ đi farm lẻ không quá xíu thôi là anh em lại hồi lại máu à. Rồi bây giờ thì chuồn nha anh em. Chuồn, ngộ không ra, ngộ không ra. Đó, còn tầm máu như này là ngộ không gõ thì không đủ chết đâu. Nhưng mà nó gõ cái, nó có choáng cái là tem mình bay ra cái là chết đấy. Ôi, lui nhẹ nhá fan. Từ từ thôi, đây này. Tôi phải tôi nấp đây để tôi, đây, bay vào cân 2 anh em. Có thêm ở đây mà, ui, chạy nhanh thế. Ui. Rồi xong mất hai tốc biến chả ăn được thằng nào hết. Rồi thôi lui nhẹ cái. Nè đánh thường giữ tại ơ kìa. Cái đậu xanh nó thế vẫn không đủ tầm. Chán ghê á. Rồi lui cái thôi, cứ gõ anh em cứ chơi gian thì anh em phải gõ không anh em chạy thôi. Nói chung là con gian thì nếu mà kiểu anh em mang chiêu này thì anh em cứ canh á, có lướt cái có lộ tại lướt thì anh em gõ vào, xong rồi anh em gõ chiêu 1 xong rồi anh em lùng chiêu 2 chạy ra, nó chơi cấu rỉa vậy thôi. Thì giờ gian mà gặp đông người thì anh em chỉ chơi vậy thôi, chứ anh em mà bay vào trước cân 5 á là tay bạn sốc cho khát là không kịp múa đâu. Đó, ok ha. Rồi, đây này đây, ê, chết SB không? Tôi đang lên đây, chắc SB chết rồi. Ê, pha này giết được hàng nắc nha mọi người. Mày này đánh đủ đồ tại này, đủ lại có mày. Đó, trời ơi, mọi người thấy không? Mọi người thấy cái lợi của khi mọi người mang ma chú không? Có lẽ là nắc nãy chạy được rồi, nếu mà tôi không mang ma chú cơ. Nhưng mà xui cho đoạn là trận này tôi mang ma chú nên là nắc không chạy được mọi người. Ôi, pha này chắc là win luôn à. Rồi, chắc trận đấu này win rồi. Nói chung là clip này thì mình cũng chỉ nói vài cái mà mình thấy thôi, nên là anh em cũng không có gì hay lắm trong clip này ha. Đó, anh em nghe, anh em có thể tham khảo ha. Rồi, ok. Đó, nói chung là cảm ơn anh em đã coi clip nha. Cảm ơn anh em nhiều nha. Bye bye anh em, hẹn clip sau nha.